Trời đất, cây xe mới trả xe, xe mới trả xe luôn. Ủa, đi luôn rồi. Mất. Đi cái làm gì vậy? Gina hả? Trời ơi, bà biết đi mô tô hả? Gina này trên đời có cái gì mà con không biết làm đâu. Trời, xuất sắc, xuất sắc, xuất sắc á. Trời, con gái giờ như bà hiếm lắm đấy nha, hiếm tìm lắm á. Bây giờ vừa biết đi mô tô nè, vừa cá tính nè, vừa mạnh mẽ. Trời. Ủa, nhưng mà tôi hỏi xong đứng đây hả? Mọi người về hết rồi mà. Thì tôi đứng đây, tôi đợi, tôi đón xe nhưng mà từ nãy giờ không bắt được chiếc nào hết. À, ra là vậy. Mất. Gì? Ngồi thử sau xe tôi không? Là sao? Cái gì vậy? Tức là tôi chở ông về á. Có vậy cũng không hiểu nữa. Bằng xe này. Chứ bằng xe nào? Thiệt không? Thiệt. Ủa thiệt hả? Trời. Thôi đợi nha. Trời ơi. Bán cho chặt vô á nha. Nãy tôi không chịu trách nhiệm đâu á. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi nó cùng một giấc, khép sắp chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Thi đánh hay quá ha. Trời ơi, bả chỉ cho tôi á, bả đang đánh hay hơn tôi nữa, đánh nhẹ bình thường thôi. Ê, Việt Thi, hôm bữa mà mang tiền về ấy, ba mẹ bà nói gì không? Tất nhiên là có rồi. Mẹ tôi còn tưởng là tụi mình làm việc xấu mới có tiền nữa. Nhưng mà may mắn là tôi giải thích cho mẹ tôi là nhờ có mọi người giúp, cho nên là tôi mới có tiền đưa mẹ. Trời, vậy là vui rồi. Mọi người ráng thêm chút xíu nữa thì đủ tiền cho việc Thi trả nợ. Đúng. Sao hôm nay nhìn buồn vậy? Sao đấy? Mẹ bà sao hả? Ừ, thì mẹ tôi cũng không có chửi hay là cấm tôi tập nhảy nữa, thì ba tôi cũng chấm lưng cho tôi rồi. Bệnh gì bằng nữa chứ. Nhưng mà mẹ tôi cũng không thể cho tôi theo nghệ thuật ý. Mẹ cứ lạnh lùng với tôi, xong lúc ở gần tôi thì còn chả thèm nói chuyện với tôi nữa. Tôi không biết phải làm nào bây giờ. À, hay là bây giờ ấy, Hayley cố gắng tập thiệt là tốt, xong rồi để thể hiện cho mẹ thấy là bà đã chọn đúng con đường rồi. Đúng. Thôi, đứng lên, tâm này. Để chứng minh cho mẹ Hayley thấy là Hayley đã chọn đúng con đường. Đúng. Tập hai người tập đi, tập trước. À đúng rồi, hôm trước em nhớ bài hôm trước không? Nhớ. Show. Yeah. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ngon, ông nhảy sai kìa. Sai đâu mà sai, sai đâu. Sai rõ ràng vậy mà còn cãi hả? Người ta là 1, 2, 3, 4. Ông làm gì mà ông còn cãi nữa chứ? Thì tôi biết là như thế, nhưng mà tôi đang muốn là phát minh ra một cái điệu nhảy mới. Đúng không MJ? Không biết. Rồi vậy thôi, cứ coi như là ông đang phát minh động tác đi ha. Ê, sao hôm nay tự nhiên chị Gina nhẹ nhàng với anh Mon vậy? Thường thường thì hay cãi tay đôi với nhau lắm mà. Có gì đâu lạ. Chứ bây giờ đâu phải lúc nào tôi cũng rảnh cãi với ông đâu. Trời đất ơi, hai người này cứ khắc khẩu với nhau nha. Nhớ chị Mina, anh chị ớp không? Khắc khẩu hoài, có ngày dính nhau không hay. Gì? Họ nói gì? Chuyện nó không bao giờ xảy ra. Chị Mina của người ta thì xinh đẹp, đáng yêu, thiên thần. Trời ơi, mày đang có khả năng. Còn cái bà này nhá, nhìn mà xem, nhìn như bà Trần ấy. Nó tính đâu ra nó tính. Trời ơi, xin lỗi nha, nhiều người khen tôi xinh lắm á, nhiều người thích tôi lắm. Có mỗi mình ông mà suốt ngày chê. Đúng rồi, mắc gì rồi. Nó tính đi nhá, bà có xinh đi nhá, thì cái chuyện mà bà với tôi thành một cặp đó không bao giờ xảy ra. Ông nghĩ thèm mà. Hai người quá. À. Tập nhảy nãy giờ không thấy mệt à? Ngồi xuống. Sao? Ôi. Tin được. Chuyện nhớ xíu không cả nhà. Ủa? Mà muộn rồi đó. Sao không thấy ông Minh nào đến ta? Mà Hana với Kira thì bận việc không nói em gì. Nhưng mà từ nãy đến giờ ông Minh vẫn chưa đến. Có khi nào mới giận vụ hôm bữa ông ta? Chắc lúc đó Winner cũng giận lắm á. Tại vì ông chưa bao giờ mà hành xử vậy với tụi mình hết đó. Nhưng mà anh thấy chúng ta có ý tốt mà, đâu có ý gì xấu đâu, đúng không? Không phải đâu, Winner đang tự ái đó. Tại vì á,
Tính ổng á là thích độc lập cho nên không có dễ dàng nhận sự giúp đỡ của ai hết. Nhưng mà kể cả có giận dỗi như vậy thì nếu không có Winner mình cũng có luyện tập được đâu. À, Thi này, tôi thấy á là bà là người dễ nói chuyện với Winner nhất á. Hay là bà thử nói chuyện với ông ấy xem sao? Đúng. Vậy có gì để tôi nói thử. Thôi ra tập bắt tiếp đi. Thôi, tập. Đi lên nào, các bạn ơi. Yo. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, and 4, 5, and 6, 7, and 8, and 1.